Ông Kỳ trở lại Việt Nam sau bao nhiêu năm xa cố hương, mất cái chất nông cuồng thời trẻ, thêm vào một chút từng trải khác hẳn hồi xưa, lại còn là cầu nối hòa giải dân tộc. Thời trẻ, ông Kỳ có cái bản tính vô cùng bộc trực và ngang tàn, thích cái gì là sai lính xếp hàng đi mua cho bằng được. Lái trực thăng bay tháp xuống biển đến nỗi tình báo CIA cũng xanh mặt, biểu diễn cả lộn nhào trực thăng trên không trung để gây ấn tượng với người đẹp, chẳng cái gì mà Kỳ không dám làm. Vậy mà về Việt Nam, ông Kỳ trầm lắng hẳn sau khi đã trải qua nhiều sóng gió nơi đất khách quê người. Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8 tháng 9 năm 1930, mất năm 2011. Ông là cựu thủ tướng và phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, trực thuộc lực lượng không quân. Vào năm 2004, một phó tổng thống khét tiếng chống cách mạng, một cựu binh Việt Nam Cộng Hòa từng là biểu tượng của những người chống đối nhà nước Việt Nam sau 1975, nay bỗng nhiên trở về cố hương. Lịch trình hoạt động của ông Nguyễn Cao Kỳ và vợ trong chuyến trở về năm ấy khá kín đáo. Ông Kỳ ngồi trầm ngâm, vóc dáng khỏe mạnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Đầu ông đội mũ mềm, không đeo kính, có lẽ để được nhìn rõ hơn dòng suối quê hương và tưởng nhớ chuyến hành hương của thân phụ cách đây hơn 70 năm. Người chèo đò của ông và hàng vạn bà con người Việt lúc ấy ở đó hẳn không ai biết người ngồi kia chính là vị cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn đang thả hồn mình giữa sông nước quê hương. Theo một số người thân tín với ông Nguyễn Cao Kỳ kể lại thì ông Kỳ từng trốn nhà lên chiến khu tìm Việt Minh, nhưng việc không thành và suýt bỏ mạng vì bị Pháp bắt được khi đang đói là bên bờ suối. Đến năm 1952, ông Kỳ đi lính cho Pháp, vào trường đào tạo sĩ quan chủ bị khóa 1 ở Nam Định để phục vụ cho việc thành lập quân đội Bảo Hoàng của Bảo Đại. Rất có thể, nếu ông Nguyễn Cao Kỳ không bị Pháp bắt lại trong chuyến bỏ trường bưởi lên chiến khu theo Việt Minh thì cuộc đời ông đã đi theo một hướng khác. Nói thế để thấy rằng, khi xem xét nguyện vọng của ông và nhiều bà con ta ở Mỹ về thăm quê, các cơ quan chức năng Việt Nam hẳn đã lưu ý đến những chi tiết thế này. Khi đón tiếp ông Nguyễn Cao Kỳ trong chuyến trở lại cố hương lần đầu tiên, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đều tỏ rõ sự mến khách. Một đồng chí lãnh đạo đã cởi áo để uống tới bến với người con cầu tự đất Sơn Tây. Trong bữa cơm thân mật có cả lẩu rau cần, rau sắng chùa Hương. Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cốc bia hơi nói với ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông hơn tuổi tôi, trong bữa cơm chiều này, tôi xin phép gọi anh, xưng tôi cho nó tình cảm. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã nheo mắt cười và vui vẻ đồng ý. Không chỉ ông Kỳ mà nhiều người lính từng ở phe đối lập cũng không thể gượng nổi sự xúc động khi lần đầu đặt chân trở lại quê hương. Trong cuộc họp báo tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2004, ông Kỳ nói: "Tôi cũng muốn nói thêm rằng những người mà giờ phút này sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất, đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để Việt Nam trở thành một con rồng châu Á. Bạn nghĩ sao về cảm xúc này? Hãy cho kênh biết suy nghĩ của bạn nhé. Bấm like, share và đăng ký để xem nhiều tin tức thú vị hơn."